Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tiếng Trẻ Hải Ngoại BNTV 57.3. Hôm nay là thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2012. Xuân Phương cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức thế giới trong ngày của Đài Tiếng Trẻ Hải Ngoại. Kính thưa quý vị, Xuân Phương xin được mở đầu phần tin thế giới hôm nay với các bản tin liên quan đến vụ đánh bom tấn công các du khách Do Thái tại Bulgaria. Sáng nay, khoảng 70 du khách, trong đó có những người bị thương nhẹ trong vụ đánh bom ở Bulgaria, đã về tới phi trường Ben Gurion. Những người trở về nói lên sự hoảng sợ trong biến cố và xúc động được trở về an toàn. Ông Moshe Musseri nói ông ta có thể đã chết nếu không nhanh chóng nhảy qua cửa sổ. Những gì ông ta có thể nhớ trong lúc này là hình ảnh tay chân đứt lìa thân thể văng khắp nơi sau tiếng nổ. Một người khác nói ông ta cũng nhảy qua cửa sổ. Dưới cửa sổ đã có thi hài của 3 người chết. Lúc bấy giờ mọi người đều nhảy qua cửa sổ để giữ mạng. Một người sống sót khác trong vụ tấn công đã nói với báo chí rằng gia đình của bà ta đã trèo qua cửa sổ để ra ngoài trong lúc chiếc xe bus bị ngập khói đen. Các du khách Do Thái đã tới Bulgaria trên một chuyến bay thuê riêng và họ đã ở trên một chiếc xe bus 2 tầng khi bị đánh bom. Một người đàn ông nói ông ta đã nhảy ra cửa sổ và cố gắng bỏ chạy càng xa chiếc xe càng tốt. Một người phụ nữ còn sống khác nói bà nghe một tiếng nổ lớn và một tiếng nổ nhỏ. Mọi người chạy tứ phía, bà không dám chạy vô phòng hành khách phi trường vì nghĩ rằng phòng hành khách cũng bị đánh bom. Một hành khách bị thương nói mới đầu ông ta tưởng bánh xe bị nổ, nhưng khói đen bốc lên trong xe làm ông ta ngộp thở và ông ta đã nhảy ra cửa sổ xe bỏ chạy. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái, ông Ehud Barak đã lên án vụ đánh bom và nói rằng Hezbollah đã thực hiện vụ đánh bom này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ có hành động mạnh chống lại khủng bố Iran. Hiện chưa có phản ứng nào từ phía Iran đối với lời cáo buộc của Do Thái. Trước đây, nhiều viên chức của Do Thái đã nói rằng Bulgaria là nơi đi du lịch phổ thông của người Do Thái có thể bị dân quân khủng bố xâm nhập xuyên qua Thổ Nhĩ Kỳ và tấn công. Nhiều nhà ngoại giao Do Thái tại nhiều nước đã bị tấn công trong những tháng gần đây và Do Thái nói rằng đây là hành động của Iran. Mặc dù Tehran bác bỏ cáo buộc của Do Thái, nhưng một vài nhà phân tích đã nói rằng tin báo Iran đang trả thù việc nhiều nhà khoa học nguyên tử của Iran bị ám sát mà Iran cho rằng đây là hành động của tình báo Do Thái. Tây Phương và Do Thái tin rằng Iran đang mưu toan chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng nước này luôn luôn nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích khai thác điện lực và chế chất đồng vị phóng xạ trị bệnh ung thư. Người Do Thái vẫn tiếp tục chương trình đi nghỉ hè ở Bulgaria và các nước khác sau vụ đánh bom tại phi trường Borgas. Bà Ella Berlinski đang chờ chuyến bay tại phi trường Ben Gurion, nói bà ta không cảm thấy thoải mái khi đi tới một địa điểm vừa bị tấn công. Nhưng đây là thực tế mà người Do Thái đang sống. Đánh bom cũng có thể xảy ra ngay tại phi trường này. Một du khách khác đi Varna nói sau vụ tấn công, cảnh sát Bulgaria sẽ khám xét kỹ hơn, bảo vệ an ninh nhiều hơn, cho nên ông ta cảm thấy sẽ được an toàn hơn. Ông Guy Michael trên đường đi tới Krek cũng đã nhận định tương tự. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết, cảnh sát đặc nhiệm đã lấy mẫu DNA trên dấu tay của tên đánh bom và đang tìm tên tuổi của tên đánh bom này. Theo video quan sát của phi trường, không thể phân biệt tên đánh bom với các du khách Do Thái. Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, trong số 8 người chết, có người tài xế chiếc xe bus và tên đánh bom. Trở lại với Syria, tình trạng bạo động vẫn còn tiếp diễn, tin từ Damascus. Giao chiến vẫn diễn ra ở khu vực có các trụ sở trung ương của chính phủ. Sau vụ đánh bom làm cho nhiều viên chức an ninh tử thương, quân đội Syria đã bố trí nhiều xe tăng trong khu vực và phong tỏa nhiều con đường trong thủ đô. Video đưa lên Internet trong ngày hôm qua cho thấy xe tăng đang đi vào thủ đô bị dân quân tấn công trên một con đường. Một đoạn video khác cho thấy trong một căn phòng có nhiều xác chết và người thu hình cho biết người chết là những nạn nhân trong quận Sayeda Zainab bị một chiếc trực thăng tấn công. Ngày hôm nay, giao tranh trong khu vực Iqlas nằm gần trụ sở Hội đồng Bộ trưởng và Trường Đại học Damascus làm ít nhất một người thiệt mạng. Hàng trăm gia đình sống trong khu vực nằm giữa quận Kafah Sosset và Mezi đã tản cư.
Một đoạn video đưa lên trang mạng trong sáng ngày hôm nay cho thấy khói đen đang bốc lên từ một tòa nhà thuộc quận Meiji. Qua đoạn video này có thể nghe được tiếng súng và người thu hình cho biết chiến trận đang diễn ra gần trụ sở nội các. Chiến trận không chỉ tập trung tại các vùng ngoại ô ở phía nam và đông bắc của thủ đô mà cũng đang diễn ra ngay tại trung tâm thành phố, tại các khu vực trong quận Meiji và Kafasuset, là những nơi có nhiều cơ quan chính phủ và trụ sở an ninh. Video đưa lên Internet trong ngày hôm nay cũng cho thấy thị trấn Tanbisat nằm gần thành phố Homs đang bị pháo kích. Một đoạn video cho thấy một chiếc trực thăng đang thả một trái bom và tiếng nổ lớn được nghe thấy ngay sau đó. Khói đen đã bốc lên. Người thu hình lên tiếng cầu cứu, nói rằng người Ả Rập và Hồi giáo phải thấy rõ những gì đang diễn ra và hãy cứu giúp cho người dân Syria. Giao chiến cũng đang diễn ra tại quận Midan, là một quận của người Sunni, nằm tại trung tâm thủ đô Damascus. Đường xá trong quận này nhỏ hẹp, xe tăng không thể tiến vào, nên là nơi dân quân dùng làm cứ điểm. Nhân chứng cho biết, xe tăng hiện đang tiến vô quận Sina, nằm giáp với cổ thành. Thiếu tướng Robert Mood mở họp báo tại Damascus. Chỉ huy trưởng phái bộ giám sát Liên Hiệp Quốc tại Syria là Thiếu tướng Robert Mood đã lên án vụ đánh bom trong ngày hôm qua, làm cho Bộ trưởng Quốc phòng Syria và anh rể của Tổng thống Bashar al-Assad tử thương. Kẻ đánh bom tự sát cuộc họp bộ trưởng có nhiều viên chức an ninh và quân sự cao cấp của Tổng thống Bashar al-Assad tham dự, là một cận vệ của một trong những nhân vật quan trọng này. Tướng Mood đã kêu gọi các phe phái ở Syria ngưng bạo động dưới mọi hình thức và tái cam kết tìm một giải pháp hòa bình cho Syria. Thiếu tướng Mood cũng đã mở họp báo trước khi rời khỏi Syria vì nhiệm vụ của phái bộ giám sát đình chiến đã mãn hạn thời gian 90 ngày. Ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an sẽ quyết định có cho kéo dài thêm thời hạn hoạt động của phái bộ giám sát thêm 45 ngày nữa hay không. Tướng Mood nói rằng, dù sứ mạng có kéo dài hay không, cuộc khủng hoảng Syria chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Phái bộ giám sát Liên Hiệp Quốc có mặt tại Syria không giúp làm giảm bạo động, mà tình trạng bạo động tại Syria còn gia tăng thêm. Phái bộ đã ngừng làm việc từ tháng 6 vì tình trạng bạo động đã trở nên nguy hiểm cho sự an toàn của các quan sát viên. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái tuyên bố sẽ ngăn chặn người tị nạn Syria, tin từ Golan. Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái ông Ehud Barak nói rằng giao chiến giữa quân đội Syria và dân quân đang lan tới gần biên giới Do Thái. Ông ta có thể nhìn thấy xe tăng, trọng pháo, trực thăng đang được dùng để tấn công dân chúng và cũng có thể nghe được tiếng nổ của trọng pháo. Ông Barak đã nói chuyện với các ký giả tại vùng chiếm đóng Golan. Cách nơi đây một dặm, khói và đạn trọng pháo đang bao phủ làng Jubata và có thể nghe được tiếng súng. Ông Barak nói với báo chí rằng Golan có thể là nơi người tị nạn sẽ gõ cửa. Thổ Nhĩ Kỳ đã đón nhận hàng trăm ngàn người tị nạn. Jordan cũng đã nhận 140.000 người tị nạn Syria. Người dân Syria không muốn nhờ vả Do Thái, nhưng trong lúc chế độ sụp đổ, họ cũng có thể chạy qua biên giới Do Thái giống như các nước khác. Tuy nhiên, Do Thái đang cảnh giác, biên giới có hàng rào, cho nên nếu cần, ngăn chặn người tị nạn sẽ ngăn chặn được họ. Trong đầu năm nay, một viên chức Do Thái giấu tên đã nói rằng quân đội Do Thái có thể cho phép các cơ quan thiện nguyện quốc tế thiết lập các trại tị nạn ở biên giới để cứu giúp các nạn nhân Syria. Tấn công hai nhân vật lãnh đạo Hồi giáo tại Tatarstan, tên từ Kazan. Một nhân vật quan trọng của Hồi giáo trong vùng Tatarstan đã bị thương trong một vụ tấn công bằng xe bom và người phụ tá đã bị tử thương trong một vụ tấn công bằng súng. Đạo trưởng Idris Fazov đã được đưa tới bệnh viện tại thủ phủ Kazan của vùng Tatarstan. Vì đạo trưởng phụ tá là Vali Ulya Yakupov đã bị bắn chết trong lúc về nhà. Hai vụ tấn công đã diễn ra trong cùng một thời điểm. Dân quân Hồi giáo theo đuổi chủ trương ly khai với Nga đã thường tấn công những nhà lãnh đạo Hồi giáo có chủ trương hợp tác với chính quyền địa phương. Tatarstan là vùng tương đối hòa bình và từ lâu đã chứng tỏ là một vùng có tinh thần hòa đồng tôn giáo. Đa số dân chúng trong vùng theo đạo chính thống giáo Nga. Thành phố Kazan nằm cách mặt Tư Khoa về phía đông khoảng 735 cây số. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận trách nhiệm hai vụ tấn công này.
Tây Ban Nha bán công khố phiếu không được khả quan, tin từ Madrid. Giá mượn tiền của Tây Ban Nha trong ngày hôm nay đã tăng cao, làm cho đồng euro bị mất giá. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại Tây Ban Nha sẽ khó có thể chịu đựng nổi số công nợ quá lớn. Hôm nay, ngân khố của Tây Ban Nha đã bán được 3 loại công khố phiếu khác nhau trị giá 3 tỷ euro. Nhu cầu đã giảm so với các cuộc bán đấu giá trong tháng trước, tiền lời lại tăng cao. Các bộ trưởng Tây Ban Nha sẽ ký kết hiệp ước nhận vài 100 tỷ euro cứu nguy hệ thống ngân hàng vào ngày mai, sau khi công bố những biện pháp cắt giảm chi tiêu, tăng thuế, với hy vọng có thể thuyết phục được thị trường là Tây Ban Nha có thể xử lý được tình trạng nợ quốc gia. Nhưng một nhà đầu tư nói rằng đang có nhiều nghi vấn về việc thi hành những biện pháp kiểm ước của chính phủ Tây Ban Nha. Ngày mai, Tây Ban Nha ký bản hiệp định rất quan trọng, nhưng phải còn chờ quyết định của Quốc hội Ý. Trong ngày thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Mariano Rajoy đã công bố chi tiết chương trình kiểm ước 65 tỷ euro trong vòng 2 năm. Những biện pháp này đã làm cho người dân tức giận. Ngày hôm nay, các công chức đã xuống đường biểu tình tại 80 thành phố trên toàn nước. Nạn thất nghiệp tại Tây Ban Nha cao gấp đôi nạn thất nghiệp trung bình của Liên Âu. Gần 1/3 dân chúng trong nước bị thất nghiệp. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Xin quý vị đừng rời màn hình. Sau một vài thông tin thương mại, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin Á Châu.